Thân mến, chào mừng các bạn nhỏ. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh ha. Rồi, bây giờ Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn nhỏ là tiếp tục học cái phần Let's Build. Let's Build này là chúng ta làm cái học sang cái phần bài tập của phần Let's Build này các bạn ha. Và sang cái phần A này á, bài tập A này á, thì Mr. Long Linh cùng với các bạn nhỏ, chúng ta sẽ vẽ, chúng ta sẽ liên kết, chúng ta sẽ còn kết nối lại những cái hình ở trong cái bức tranh này các bạn nhỏ ơi. Đây không phải là cái hình mà chúng ta sẽ ôn lại các cái từ ký tự A B C D E F G đó các bạn. Cái bài hát mà trong cái video trước mà các bạn nhỏ đã được nghe đó, cái bài hát đó rất là hay đúng không nào? Bài hát rất là hay. Và bây giờ trong cái video này, Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn nhỏ điền thứ tự từng cái ký tự nha, trên tương ứng với các vị trí của các bạn mèo đáng yêu của chúng ta nào. Ồ, nói đến bạn mèo, Mr. Long Linh chia sẻ cho các bạn nhỏ biết là trong cái nhà của Mr. Long Linh ấy sẽ có đã có ba chú mèo rất là đáng yêu đó các bạn nhỏ. Và trong cái kênh của Mr. Long Linh cũng có một cái video mèo, và một cái kênh khác á, là có rất nhiều video về các bạn mèo nhỏ của chúng ta. Nếu bạn nhỏ nào có điều kiện, mời các bạn nhỏ ghé qua kênh của Mr. Long Linh để các bạn nhỏ xem các video về mèo rất là hay nha. Và để lúc nào Mr. Long Linh sẽ cho các bạn nhỏ xem cái kênh đó ha. Rồi, bây giờ Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn nhỏ điền nha, kết nối vào ký tự chữ A. Thì chúng ta biết rồi, trong tiếng Anh chúng ta đọc là A đúng không? Rồi bây giờ Mr. Long Linh sẽ kết nối lại cho các bạn. Rồi Mr. Long Linh sẽ đọc lên các bạn nha. A, B. Rồi để Mr. Long Linh, thôi lấy bút chì cũng được nha. A, B, C, D, E, F, G, H. H rồi gì nữa các bạn? I. Rồi đến J. Rồi đến K. Đó, S, I, J, K. Rồi đến L. Rồi đến M. Rồi đến N. Rồi đến O. Rồi đến P. Rồi đến Q. Rồi đến R. Rồi đến S. Rồi đến T. Rồi U. Rồi V. Rồi W. Rồi đến H. Rồi đến Y. Rồi đến G. Đó. Mr. Long Linh xin lỗi các bạn nhỏ, để các bạn nhỏ không thấy ở phía dưới này. Wow, Mr. Long Linh xin lỗi nha. Bây giờ Mr. Long Linh cho các bạn nhỏ xem đầy đủ hình chú mèo rồi đây rồi. Đó, rồi Mr. Long Linh hết sức là thật. Các bạn nhỏ hết sức thông cảm Mr. Long Linh nha. Bây giờ Mr. Long Linh đọc lại nè. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, H, Y, Z. Đó. Rồi bây giờ Mr. Long Linh chị cũng thích hát một xíu. Các bạn nhỏ nghe, không hay thì các bạn nhỏ cổ vũ nha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, H, Y, N, Z. Now my, no my, A, B, C, H, I, J, next time will you, won't you sing with me? Mr. Long Linh lâu rồi không có hát, quên hết rồi. Các bạn nhỏ thông cảm à. Rồi, như vậy là cái phần A các bạn nhỏ đã biết rồi. Thì bây giờ sang cái phần B này. Wow, phần B này là một phần đối với Mr. Long Linh là rất là khó. Bởi vì sao? Mr. Long Linh không có cái kỹ năng, không có vẻ đẹp như các bạn nhỏ nào. Rồi, bây giờ sang cái phần B này, Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn nhỏ, bạn nào nhỏ nào vẽ đẹp thì bạn nhỏ là xem nào, người ta đề nghị mình vẽ này. Vẽ là Mr. Long Linh vẽ không có đẹp tí nào hết, nhưng mà các bạn nhỏ, nếu bạn nhỏ nào vẽ đẹp thì bạn nhỏ vẽ đó ha. Đây là bút chì của tôi.
Đây là cái túi của tôi, đây là túi đi học á, túi đi học của tôi. Bây giờ các bạn viết cái bút chì ra, vẽ cái bút chì, vẽ cái bút chì ra. Mr. Long Lân viết vẽ không được, cho nên các bạn nhỏ thông cảm nha. Mr. Long Lân vẽ không được đẹp đâu. Rồi các bạn nhỏ vẽ cái túi của các bạn nhỏ ra ha. Ok, rồi như vậy là cái phần A và phần B này chúng ta cũng đã học xong rồi. Hy vọng các bạn nhỏ thích và bạn nhỏ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục đón nhận nhiều video hay ha. Cảm ơn các bạn nhỏ rất là nhiều. Chào các bạn nhỏ.